Xin chào các bạn và quý anh chị. Chào mừng các bạn và quý anh chị quay trở lại với kênh YouTube của Dầu Tràm Con Yêu. Thì trong clip lần này, mình sẽ chia sẻ đến các bạn một vấn đề, đó là dầu tràm có hàng sử dụng hay không. Theo như khảo sát của đội ngũ Dầu Tràm Con Yêu và dựa trên các câu hỏi của các bạn đặt ra tại website dầutramconyeu.com thì có đến 80% các bạn nhắn tin hỏi dầu tràm có hàng sử dụng hay không. Thì để trả lời thắc mắc này, chúng ta cùng đi tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến hàng sử dụng của dầu tràm nha các bạn. Yếu tố đầu tiên phải kể đến đó là nơi bảo quản. Thì chúng ta nên bảo quản ở những nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời. Bởi vì trong dầu tràm có một số thành phần phản ứng với ánh nắng, tạo ra phản ứng quang hóa, làm ảnh hưởng đến chất lượng của dầu tràm. Yếu tố thứ hai đó là khi sử dụng. Khi sử dụng thì chúng ta không nên mở nắp ra quá lâu, bởi vì oxy trong không khí sẽ lọt vào phản ứng với thành phần của dầu tràm, gây ra phản ứng oxy hóa. Điều này cũng làm giảm chất lượng của dầu tràm. Và yếu tố thứ ba đó chính là chai đựng dầu tràm. Thì chúng ta nên đựng dầu tràm ở trong chai thủy tinh, tuyệt đối không sử dụng chai nhựa, vì thành phần trong dầu tràm phản ứng với nhựa tạo ra chất gây ung thư. Điều này làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Trên đây là ba yếu tố làm ảnh hưởng đến hàng sử dụng của dầu tràm. Và dựa trên ba yếu tố này thì hàng sử dụng phù hợp nhất của dầu tràm là 4 năm kể từ ngày sản xuất được in trên hộp nha các bạn. Và khi các bạn đã khui ra sử dụng rồi thì thời gian phù hợp để sử dụng nữa là khoảng tầm từ 1 năm rưỡi cho tới 2 năm. Nhưng mà các bạn mua một chai 50ml như thế này và sử dụng tắm cho bé đều đặn thì tầm 3-4 tháng là hết rồi. Lúc đó các bạn không cần phải lo lắng về hàng sử dụng của dầu tràm nữa. Và khi các bạn sử dụng dầu tràm thường xuyên cho bé thì cũng giúp sức đề kháng của bé được tốt hơn. Sau cùng xin kính chúc các bạn và gia đình quý anh chị sức khỏe dồi dào. Các vấn đề còn thắc mắc, xin mời các bạn liên hệ đến hotline của Dầu Tràm Con Yêu là 0903 015 315 hoặc để lại bình luận bên dưới video này để được đội ngũ nhân viên Dầu Tràm Con Yêu hỗ trợ trực tiếp nhé các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau. Đặt online giao hàng đúng giờ, miễn phí ship trong nội thành, đổi trả sản phẩm trong vòng 24 giờ, đặt mua online ngay tại dầutramconyêu.com. chọn Dầu Tràm Con Yêu, mẹ vui bé khỏe.